để vào cái tông dưa này, cứ đảo nhiều nó thâm hết dưa ấy. Tao đảo đấy là cho vào đấy chưa cho vào đứng cạnh. Mát cho quả to á, đây chụp vào đây. Bữa bỡ 30 giờ lại hỏi thôi, không tránh được. Hàng hoa này nó phải từ không phải do là Sơn La. Ui bà ấy thùng là đẹp lắm nhưng mà bọn cháu ấy vào cái này nó bị va này. Quá là phải già. Thắp hương cái đàm nó còn ngọt, nó không ngọt thì coi như được. 25 ngon, còn lại xẹo là chẳng ngon. Ngon, ngon. Vâng. 25 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 ngon. Vâng. Đây chị ơi, cho thay này. Này có bà nào thử. Ôi chị ăn đi. Thank you.
hết lốt. Thank you.
đỏ
Thank you.
Cắt nha. Ở nhà thì phải 10.000 cân cá này. Nhà chợ có được 5.000 cân. Nhà nó có 5.000 cân này. Về chỗ ăn. Ông ăn bún à? Đây bác ông ăn bún. Nào lấy con mắm kia. Đây đây, con mắm kia đây. Quế sốt rồi. Cho ấy vào đây, cho ăn phải. Cậu ấy đấy. Đây là đồ vật ở nhà Phương đấy. Đồ ở chỗ đầu nhà. Đang củi khô.
rồi mang về mang về cái chả lúa này lấy hồi lắm nhé phải đứng nó lâu rồi thế thôi mang quả trứng đi cháu chưa mua cháu mua cho anh đấy mua cho anh đấy mua cho anh đấy mua cho anh đấy cái màu nó là màu như thế nào mà từ giờ nhìn đẹp lắm hình như quả này quả quay lên rồi Thank you.
Ấm thì cho vào đây chất rồi đây nó mới nóng nó chạy. Thank you.
Mà nhà tôm ngon không? Con bỏ về lấy làm thế đâu, bỏ đi xa. Ông bán cơm ở đây, lũa rồi thật thằng ấy. Ê ông, lũa. Mua lô tôm về đây. Ngon lắm. Cho ít tấm lô về tao lập cái nhà bếp đấy. Chúng sang đây hỏi thì đưa tao sang đây. Đi bộ ăn đâu lắm.
Quay thì nó bán cho mình. Ba cái tám ra.
Mấy cái điện chốt Thank you.
mà con dao này nó mới chắc. Không có luộc măng. Có là luộc lại, luộc tí con bà là tao có nồi nước nhé. Đi lại nồi nước mà. Này thì tao luộc rồi ăn mà ác chứ. Bà này con chín nó lỡ đây rồi, tao biết rồi này. Cơm đây lúa ăn lại còn còn thấy lúa này mà vị đây lúa ăn rẻ đi ăn 20 triệu, thế gạo lan hậu 100 triệu. Chỉ có tiền hết. Anh nói chứ, ta mới chết chết bà ấy và... Thank you.
hai ông bà. Hai bà con ăn cơm. Ông ngoại cho ông ngủ. Đưa đây. Bán đi. Ăn cơm. Ông giờ ấy mắm thì dầu. Hết bóng kia rồi. Đó. Qua.
đây là cái nha, nếu mà bắt được người ta vẫn dòng đây chứ dòng đâu lấy con nào lấy một cái là mấy cái gì nó đẹp chị 20.000 bao cái miệng nặng đấy nó trao gì cũng hôm nào ở nhà bà có còn có xe cho người ta mà mình nó thằng Hà đi ăn Hà cho ta một tống một cháu ăn được quá lại cái gì à lấy cúi tăng lấy cúi đổ quay là quay tông ba cái để đi em vãn người tí đi cứ lùng lùng ghê ghê chua ăn chua tốt đấy mấy công ty một kênh nắp kén đấy là cả mà mua lại để rau dưa ngon qua đây vừa đút tờ 5 nghìn qua đây em còn ít mấy kén nữa rau dưa quê ngon 2.000 tiền lẻ không biết lượng chán bán hết con ô đầu của nhà giàu mà đây gì à mấy một cân đây đi nên ra túi để về ra quay cho mình rồi 28 cái đây có 3 người em ơi mua đi rồi ta mua rồi quê của em đâu rồi quê con ơi vào đây một em quê cháu chặt thế à hết quá.
Người ta bán hàng, người ta không phải hỏi, cứ đợi quên. Cái chị này đang đâu bán được cái nó rồi, nó ngừng rồi. Lại vào đấy 5.000 mới ra thôi, nó bỏ lại của mình. Người ta mua xong rồi, biết rồi. Đây là tốt đi. Vâng. Come on, come on.
không ăn gì cả. Ông ăn mì? Ừ. Ông ăn mì, ông ăn cơm đâu, ông bảo là lấy cho ăn mì. Ăn mì đã ướt. Đến ăn thì cho mèo ăn thịt thì sấn ra ăn của nó cướp của nó. Con này ghê lắm. Thank you.
Một cái gồi này là được bao nhiêu cân? Mấy cân hả? Ngọt ớt này ăn sống tốt, đẹp lắm, đẹp lắm. Em ăn tốt lắm chị. Ớt này thơm, đây chất cấy rồi. Đây là chất cấy. Đó. Của Minh là lấy rau ngót, lấy của chị Dẫu là rau cải, ba mình mỡ, lấy cải cúc nó đẹp cho bò bên bạn này nè. Cái đấy như này nó quên như thế. Cái này nhìn là nghe.
Ông ngồi đây. Đứng sau ta. Hả? À? Chơi. Ông đi đâu ấy? Chị Hà, cái này chút bánh nha. Ngồi đây ông. Ông ăn gì? Quả quả ăn chán lắm. Các quả chán ăn gì? Ông ngủ ăn gì? Ông nghĩ là không ngọt rồi. Không ngọt ăn bột chua. Ông ăn đi. Ăn đi. Ăn kẹo lạc là đúng rồi kẹo. Ăn bữa hai bữa thôi. Làm ngày Tết rồi ăn. Là lớn rồi. Vâng. Cái đám mấy con quấn lưng gắn một tí, một phần là rất khác. Mà ngồi đây nha, để quấn ra con mình quấn. Cào nó lưới đất thôi mới lên mà. Thank you.
cân 32, 2 là 4 cân 5. Hơi nhiều nữa. 4 cân 5 mới là 2 cân 8. 4 cân là 6, 5, 7, 3. Đi lên chỗ nào thì cái kia là đang thử vẻ. Bà ơi, giờ này người ta mua đồ nấu ngô kia kìa. Ngô xẻ một cái bọn nó bắt cả đống kìa. Con ngồi dưới đấy. Tao lại lấy quả này về cho con. Ơi, sao mà chị bán hàng tiết kiệm lắm. Chắc khi quay thì sau em ra mua rồi. Mà đi con đi bà ơi. Đấm lên, mua nhanh đi, bà con cô bác ơi. Cái củ này chắc bả lắm đấy nhỉ. Con mấy cà chua coi. Ây ơi, cái củ này kìa. Thank you.
rồi, còn vào thế là được rồi. Đây 21 mà. Đi vào 20 nhá. Cảm ơn bà nhé. Ừ. Bốn này. Bốn này. Cái đời này.
cơm mới nướng được con.